Nhập răng. Để làm lại hay gì? Đây là làm bánh chưng nha. Đây em đang nướng cái này để làm tí nữa. Khi lấy thịt lợn về lấy vào nhân làm nhân. Thì anh đưa con đi học nha. Xong về là hội nhau làm bánh à? Anh không biết làm bánh thì cho lợn ăn thôi. Em đi học đi nha. Bố đi học nhá. Đây này tí nữa em nướng cái này chín rồi xong rồi chị. Chị đi lấy quần áo cho anh quý. Xong em đi lấy lá lá dòng à? Nào, đi. Bye. Chào mẹ, chào cô Xuyên nhá. Bye bye bye. Không chào nhau à? Ôi dồi, ôi dồi, tôi nhảy hết. Nào nha. Bừng nha. Em ngồi phải làm nhá. Đã xong bị này bắn. Lạnh quá đó. Con giò. Cũng lạnh. Ngon.
đẹp mà. Đủ rồi chị ạ. Bây giờ đây hủ chị vừa lá xong ấy. Vâng vâng. Chị được chị lấy ít thịt để thái làm nhân. Thế để em rửa đi chị, thái thịt thì thái. Thịt làm nhân. Xin chào hai đồng chí. Xin chào, đã đưa con đi học về. Ây da, đến đây à, làm đến đây rồi à? Ừ. Được nhiều việc phết rồi đấy. Món này tiền đi nhìn hấp dẫn. Một kẹo. Không cần đâu, tiền anh khóc. Để anh hộ cái gì thì bảo anh. Ngon rửa à? Em đi đâu để anh trộn nào? Lấy gạo thì để vò. Ôi, lấy cho nhà Huân hấm thịt chó ở đối diện Mao Linh một bình ga rẻ. Đi bệnh viện vậy. Thank you.
muối thôi. Này quá lúc mà một con gạo đi đâu cùng máy nhỉ? To đẹp nhỉ. Chiếc áo đó được đi dưới cây đó. Anh em xem mình tưới cây xong là làm. Sáng là bột tưới củ vào hang thôi. Năm nó lại được ăn rồi nhỉ. Ba đến năm năm. Trường. Một cân gạo 3 lạng rưỡi đỗ, 2 cân gạo thì 7 lạng. Nhưng mà anh có làm có 6 mét thôi. Chứ còn chú làm thì phải hàn thêm. Ủa, một phát là bằng cái lưới kia. Thì mình cứ làm từng lớp thôi. Có kiểu bánh, cái này là bánh là khó mò. Được chân, anh ạ. Cho lên Facebook à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mới nhiều vừa làm vừa ngâm này đây nè. Thế tí nữa anh đi cho gà ăn nhé. Đâu để anh lấy vào cho. Đây à? Ừ. Này em. Được rồi, được rồi. À, tầm này à? Đây, anh hộ em buộc cái này đi. À, đấy em buộc cái này. Đừng buộc chặt quá tí nữa rách nha. Cái này một lúc nữa là anh đưa cho gà ăn nhé. Đó. Xong là hơi thế này à? Ok. À, ngầm con này khi nào nó chìm xuống là luộc được phải không? Thôi hai chị em làm nhé. Tớ đi cho lợn ăn. Làm nè. À, con lợn ăn đó. Đây 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 có đây. Hôm nay đây cơ mà. Không không. Thôi ăn ở đây. Đó. Ôi. Ăn ở kia cơ mà. Ơi không. Ăn ở bên này cơ mà. Này này, đây đối cho. Thôi, đây. Đây. Nhiều chưa, ăn đi. Đấy. Ngon chưa? Ăn nha. Ngon miệng nha. Chia cho với. Trứng này bị sao đấy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ăn đi này. Bô rồi bọn, bô rồi. Cường, cường.
ba con lợn ăn áo lắm à. Riêng chị ăn cái nào nhiều đỗ em ăn. Chị không làm nhiều đỗ mà không làm ít đỗ đâu. Nhục răng. Nhưng mà nhiều đỗ thì trẻ con sẽ thích. Ủa cái này to quá à. Anh hộ em ơi, cái nồi không có nước không vậy? Đi giữa nồi đó. Lấy nước còn đầy nồi thì không nhỉ em ơi. Cái này nhá, nhặt cái này lên nhá. Ui ồ, cái này hơi hơi nhiều nước. Wow. Mỗi cái bao nhiêu tiền mình? 1.000 à? Mỗi cái bán 1.000 được không? Alo. Cái này á? Thế hút mùi ở trên cái bếp ra ấy. Một bông hồng để cho tươi tỉnh lại. Hồng phân dụng nên là ăn được sáng nay. Mình đang dặn sáng nay. Ngược lại anh tặng cho em một bông hoa. Cái này ăn được mà. Chúc em đẹp như hoa. Tàn nhanh như hoa. Dễ em mở lá. Thế nhỉ? Nó có biết cái gì đâu. À lỗi, cái hoa này. Nó lại ăn hoa. Ừ, ngon mà.
Đây có mấy cây cơ. Để em đi xem bánh chín chưa nhé. Ừ, đúng rồi, lấy chợ xong là mang đi chợ bán đi. Bánh chín chưa em? Để em xem chín chưa đã. Chắc là chín rồi đấy. Chín chưa? Chín rồi đấy, mở ra xem. Cửa xe nào. Hấp dẫn hơn. Trong đi lấy ấy đi. Cho chuyên mở đi hạ xuống để lấy đi bán. Wow, chín rồi đẹp quá. Ôi, ngon chưa? Ngon thế. Ăn đi em, ăn đi. Cái này mới đậm đà anh ạ. Chẳng biết đâu. À, chính để mấy anh hướng bằng. Để mấy lại thằng ngon. Mùi thôi. Thơm. Thơm bắt. Ăn đi. Ăn đi, ngại gì. Chín đi bắt đi. Hai chị em lấy vào nhé, gọi điện để lấy hàng đấy. Sương khói, bánh đôi này. Tính thích. Nóng dữ vậy. Bánh nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy. Ôi, ôi. Sữa đi. Ây. Dạ. Nhìn không thấy gì cả. Khi vừa đến vẫn thấy buồn cười. Ây. Ui dù. Một phần mình xách đi nha. Đây. Để xách đi. Chuyên ở nhà dọn dẹp với lại tí tưới giống với nhá. Đi chợ đây. À. Lên túi.
Văn nghéo nghéo. Chiếc bạn luôn. Chiếc bạn nó văn nghéo nghéo rồi. Ngồi đi luôn nhỉ. Nhiều nhân chị ạ. Có nhân chứ, có nhân mà. À, tạm thời mời các bà bán dâu nhé, ăn thử em nhé. Không, bây giờ không phải hỏi đâu. Đó, hỏi thì nó lại không biết được là ngon hay không. Phải thực tế luôn. Cứ năm cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cứ 5.000 một cái, ai lấy nhanh thì được không em? Thì có bàn. Ôi, đây à. Cái nào của ông? Bỏ ở áo hoàng em về đi. Đưa gì ạ? Sao cho nó mất tiền? Chào em bé.